Nhắc đến Cỏ Hồng thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt. Nhưng ít ai biết nằm cách thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khoảng 20 km cũng có một đồi cỏ hồng đang được nhiều bạn trẻ và nhiếp ảnh gia săn lùng. Nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ rất thích thú trước những vạt cỏ hồng mới phát hiện này. Khu vực đồi cỏ hồng này thuộc xã Kla, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai nên nhiều người còn đặt tên là thung lũng cỏ hồng Kla. Loài cỏ dại cứ ngụ dưới những đồi thông bạt ngàn ở xã Kla. Khi thời tiết chuyển mình chớm đông, loài cỏ dại mỏng manh như những sợi tơ bắt đầu chuyển sang màu phớt hồng, bao phủ cả một vùng đất dài vô tận. Thung lũng cỏ hồng Kla được những bạn trẻ yêu du lịch khám phá ở phố núi Gia Lai khai quật theo cơn sốt cỏ hồng ở Đà Lạt. Những ngày này, hàng trăm bạn trẻ tay máy đã tập trung về Kla để ghi lại khoảnh khắc thoát xác tuyệt đẹp của loại cỏ dại này. Khi cảm thấy chán phố thị xô bồ và muốn tìm một luồng gió mới, chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ để thư giãn. Ghé chân tại những đồi cỏ hồng, du khách nên hạn chế dẫm lên cỏ và xả rác nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường.